Xin chào tất cả anh em, rất vui được gặp tất cả anh em vào những buổi trực tiếp vào 5 giờ. Xin lỗi, vào 8 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần. Và chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Thưa anh em, tiêu đề của buổi phát trực tiếp ngày hôm nay là cách chọn máy và nông cụ dàn xới để xới luống cao đẹp nó như thế nào. Cái tiêu đề này, cái nội dung này cũng rất nhiều anh em quan tâm và thường xuyên đưa ra những câu hỏi, những cái thắc mắc này đối với Mạnh để nhờ Mạnh tư vấn cho anh em có thể mua được cái máy mà xới luống, mục đích là xới luống cao rồi đẹp nuột và ưng ý, thì chúng ta cần phải quan tâm đến những cái thông số như thế nào, và nó có những cái đặc thù cụ thể. Những cái đặc thù này mà anh em chắc chắn phải biết để chúng ta có thể chọn được những cái máy mà tốt nhất. Và cụ thể để mà xới mua được cái máy xới luống cao đẹp thì việc đầu tiên, việc số 1 quan trọng nhất là anh em phải để ý đến tốc độ di chuyển của cái máy. Thưa anh em, tốc độ di chuyển của cái máy nó sẽ quyết định cái việc cái máy của chúng ta nó cái tốc độ di chuyển là cái tốc độ mà nó đi lừ này ở cái vòng tua cao nhất, đạt cái công suất cao nhất ở vòng tua toàn tải ấy. Ví dụ như người ta quy định là 2001 là toàn tải, hoặc 2003, hoặc 2004, hoặc 2006 toàn tải, thì cái tốc độ ga toàn tải và tốc độ chậm nhất nó là bao nhiêu, thưa anh em? Vậy thì mình cho anh em một cái giải tốc độ khoảng từ 2.4 cho đến 1.6. Thưa anh em là 1.6 đến 2.4 nhé, 1.6 đến 2.4 km/h. Anh em nhớ cho mình là chọn cái máy mà chuyên để lên luống ấy, chuyên để ép luống, thì nhớ cho mình là tốc độ chậm nhất, tức là tốc độ 1 chậm ấy, thì nó phải rơi vào tầm từ 1.6 cho đến 2.4 thì chúng ta mới ép luống, nó mới đảm bảo cái số vòng quay của cái xới trên 1 mét, số vòng quay của cái xới trên một cái chiều dài nó phải đạt cái tốc độ quay, nó phải đạt cái tốc độ xới để mà nó đánh tơi đất là 1, để mà nó đi từ từ nó vuốt luống cho nó đẹp là 2, thì chúng ta mới thành công trong cái việc xới được. Còn nếu như mà chúng ta mua cái máy mà tốc độ cao quá, ví dụ như 2.7, 2.8, 3 chấm là chắc chắn chúng ta thất bại, bởi vì nó đi nhanh thì nghiễm nhiên là cái xới nó sẽ không băm kịp là 1, thì cái cục đất nó sẽ to. Nếu như mà chúng ta tăng cái tốc độ quay của cái xới lên bằng cách là thêm nhông hoặc thay nhông hoặc thay sọ, thì cái công suất của máy nó sẽ bị tụt xuống, và từ đó nó làm cho cái máy của chúng ta nó tụt tua, hoặc là nó làm cho cái cục đất sau khi xới nó quá to. Thưa anh em, là cục đất sau khi xới quá to thì chúng ta vuốt luống không thể nào đẹp được, và bà con cũng không ưng ý để chúng ta vuốt luống, bởi vì vuốt luống như thế nó sẽ không có đất màu, không có đất sột, thì trồng hoa màu cũng như là đặc biệt là trồng hành, trồng các cái loại cây mà nó cần phải cái độ tơi xốp cao ấy, thì không thể đạt được. Chính vì thế điều quan trọng thứ nhất là tốc độ km/h ở vòng tua mặc định đấy, vòng tua tiêu chuẩn đấy, vòng tua định mức là từ khoảng 1.6 đến 2.4, và đâu đó trong khoảng 2.2.1, 2.2 là rất là đẹp rồi, là cái máy nó rất là ưng ý rồi để cho cái tốc độ xới. Và đó là về máy. Còn đối với công suất của máy thì nó nằm đâu đó khoảng 55-60 mã lực là đạt, 55-60 mã lực là đạt, để mà chúng ta xới được những cái luống nó ngon lành hơn. Có thể là 40 thì nó hơi nhỏ, 40 thì hơi nhỏ, nhưng mà theo kinh nghiệm của Mạnh theo dõi ấy, thì từ 50 cho đến khoảng 60-65 mã lực là rất là đẹp để có cái công suất xới nó chuẩn. Bởi vì khi mà chúng ta xới, chúng ta sẽ
dành hết công suất, ga hết tốc lực, gọi là ga toàn tải, thì chúng ta sới nó mới đạt được cái độ tơi cũng như là độ khỏe được, để chúng ta cuốc cái đất nó sâu hơn và nó bằng nó nhuyễn hơn. Đó là cái thứ nhất về máy. Thứ hai về nông cụ. Thưa anh em, về nông cụ, về nông cụ thì có một cái quan trọng, thứ đó là tốc độ. Tốc độ đầu tiên của cái nông cụ ấy, tốc độ của nông cụ thì thường người ta quy định ở cái vòng tua 540 vòng trên phút. Vòng tua của trục các đăng ấy, trục các đăng sới 540 vòng trên phút thì tốc độ của nông cụ là bao nhiêu, tốc độ của cái sới là bao nhiêu, của cái răng sới là bao nhiêu, thì thưa anh em là đâu đó 540 vòng thì nó rơi vào 230 cho đến 250, 270 vòng trên phút là đã đạt rồi. Còn nếu như không thì chúng ta chuyển sang tốc độ vòng tua của sới là 750 vòng thì nó cũng sẽ đạt được cỡ 330 gì đó, là cái tốc độ sới như thế là đạt. Đó là về cái tốc độ của cái sới nhé. Và một cái điều quan trọng thứ hai của cái sới đó là cái dao sới. Cái dao sới là phải dùng dao quả chuối, cái dùng dao chữ C truyền thống ấy, dao quả chuối thì và dao dài, dao quả chuối và dài thì mới đạt được. Mày nói đây là có hai loại dao, một là dao mặt bích, dao mặt bích thì sới lốn nó cũng không đạt lắm đâu. Hai ấy là dao chữ C, người thì gọi là chữ C, hàng người thì gọi là quả chuối, nó hình quả chuối, nó cong 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 này. Thì cái dao nó phải dài ít nhất là được 20, giữa hai cái góc chéo của dao nó phải được 23 phần 24 phần thì nó mới đạt được cái độ dài. Bởi vì sao cần phải dài? Cần phải dài để nó cuốc được sâu hơn và để nó vuốt cái luống nó ngọt hơn, vuốt cái đất nó xốp hơn và nó cuốc được cái chiều sâu của cái đất khi mà chúng ta xới nó ngon hơn và nó thái được cái đất nó mịn hơn. Thì dao dài, chính vì dao dài và cái lượng dao thì ví dụ như đối với cái loại sới 1m8 thì chúng ta đâu đó chúng chỉ cần cỡ 46 cho đến 50 con dao thôi, 46 đến 50 con thôi. Đấy, 46 48 50 là đã đạt rồi. Đừng có tham dày quá máy nó sẽ nặng. Thì chính vì những cái nông cụ như vậy nên là chúng ta cần phải chọn cái máy sới, cái máy kéo ấy từ 50 mã lực, 60, 50, 55, 60, 65 là vừa đẹp cho cái khoảng độ sới luống khoảng 1m8. Thì đó là những cái chia sẻ ở đầu video mà Mạnh muốn nói về cái tiêu đề, về cái chủ đề là làm sao để chọn được máy sới luống cao đẹp và nuôi. Thì nhiều anh em lựa chọn nó chính xác rồi nhưng mà nhiều anh em sẽ chưa đủ am hiểu, chưa đủ hiểu biết để chọn những cái máy cho nó chuẩn, cho nó đúng cái nguyện vọng mong muốn của mình về cái công việc cụ thể. Thì video này hy vọng sẽ là một cái thông tin cụ thể hơn, bổ ích hơn để anh em có thể tìm mua được những cái máy mà nó có cái giải tốc độ phù hợp khoảng từ 1.6 thì hơi chậm, nhưng mà Mạnh cho một cái khoảng đó đây cho anh em biết, 1.6 đến khoảng 2.4 là rất là đẹp. Và cái nông cụ thì tốc độ ở 540 vòng phút của trục các đăng là khoảng 230, rồi 750 là khoảng 320 đấy. Thì và dao thì dao chữ C loại dài và số lượng dao thì vừa đủ, khoảng 1.8 hay khoảng 48 con là cũng đã rất là đẹp rồi. Hy vọng là cái thông tin này sẽ giúp ích cho mọi người. Và nếu anh em nào mà đang dùng và đã hiệu quả về cái câu chuyện sới luống, bởi vì sới luống là một thứ mà công việc mà nó ra tiền, rất là nhanh luôn, rất là nhanh và rất là dễ, nhưng cái công việc nó lại rất là khó và nó đòi hỏi chúng ta phải chế dàn sới chuẩn này, phải mua máy chúng ta phải chuẩn này thì chúng ta mới làm được, chứ còn chúng ta mà làm khơi là chúng ta thất bại ngay. Chính vì thế nếu như anh em nào mà có những ý kiến khác hoặc là có những cái góp ý cho những cái câu chuyện về sới luống của Mạnh nó hoàn thiện hơn để giúp anh em còn lại lựa chọn được những cái máy và cái cách làm nó hay hơn thì vui lòng bình luận giúp Mạnh, giúp anh em để cho chúng ta cùng nhau đi lên, cùng nhau phát triển để cho cơ giới nông nghiệp của Việt Nam chúng ta hoành tráng hơn. Và Mạnh cũng sẽ làm một vài video thực tế để cho anh em thấy là các cái thông số máy nó như thế nào, rồi các cái thông số về
ép luống nó như thế nào, cũng như là dao cũ nó ra làm sao. Thì hy vọng là sẽ sớm thôi là anh em sẽ xem được những cái video đó để chủ động trong cái công việc chế sới này, chọn máy này, rồi chế dao này nọ để cho cái luống của anh em nó đẹp và quy chuẩn. Và quay lại cái câu chuyện ngày hôm nay, rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh kỹ thuật máy KTM, và anh em nhớ xem kênh kỹ thuật máy KTM thì cho, nếu như mà thấy ổn thì cho Mạnh một like để cho cái kênh, để cho cái video nó được nâng tầm lên một chút về cái lượt like, vì là nhiều anh em có phê bình Mạnh là kênh thì cũng rất là nhiều người xem mà lại like thì lại ít quá, nên là nó sẽ bị đánh giá thấp nên là hy vọng là mọi người sẽ tặng cho Mạnh một like thôi, thì cho dù hay hay không thì cố gắng like cho Mạnh cái để nó kích động phong trào. Thì cảm ơn mọi người và xin chào Hiệp Đông Bắc, chào anh và mọi người kênh KTM, cảm ơn Hiệp Đông Bắc rất là nhiều. Xin chào Khương Lưu Hữu, chào Mạnh, chào anh em luôn vui vẻ mạnh khỏe, cảm ơn Khương Lưu Hữu. Xin chào Trình Danh, chúc anh buổi tối vui vẻ, cảm ơn Trình Danh. Xin chào Lê Nguyễn Đình, chuyên ép lướng Hải Dương đây cảm ơn Lê Nguyễn Đình nhé. Lê Nguyễn Đình có ở Hải Dương, lại nói câu chuyện về Hải Dương ép lướng, đúng là phải ra Hải Dương mà xem. Mạnh cũng rất là may mắn là cũng được xem nhiều, cũng được chứng kiến nhiều và thực tế đó. Thì ép luống đúng là phải ra Hải Dương mà xem. Cảm ơn Lê Nguyễn Đình rất là nhiều nhá. Lê Nguyễn Đình có cái góp ý gì cho anh em thì vui lòng bình luận, vui lòng bình luận, có thể bình luận dài ra một chút được. Mạnh gặp là Mạnh sẽ đọc rất kỹ cái bình luận của Lê Nguyễn Đình để cho anh em khác học hỏi. Và ở Hải Dương thì tại sao lại ép luống là phải ra, Mạnh nói là ép luống phải ra Hải Dương, bởi vì ở Hải Dương có những cái yêu cầu rất là đặc biệt, bởi vì đặc thù là trồng hành, rồi trồng rất là nhiều các cái loại hoa màu, và đặc biệt là hành thì yêu cầu thế nào, ép luống phải cao, phải gọn và phải tơi xốp, thì chúng ta trồng hành thì trồng hành nó mới ngon được, mới ăn thua được, và phải cao, vút cao rất là đẹp đó thì mới ăn thua. Chính vì thế, và đâu đó hình như là có những nơi còn quy định chỉ một lần duy nhất không lượn lại đó, nhưng mà thường là sẽ làm hai lần, nhưng mà một lần là sẽ ăn luôn, người ta rất thích như thế, bà con rất thích như thế đó. Thế thì mà một lần ấy thì anh em dùng máy có lợi đúng không ạ, thì có lợi bởi vì là chúng ta đi có một lượt thôi, nó không phải quay đi quay lại và làm nó cũng khá rất là nhanh, nhưng mà như thế mới khó, cực khó. Rồi cảm ơn Lê Nguyễn Đình nhá. Xin chào Huy Mã Văn, xin chào Hiệp Đông Bắc, anh Mạnh chỉ cho em biết cách thay nhớt trục cơ chỗ quạt gió đi anh. Chắc là thay phớt trục cơ chỗ quạt gió chứ đúng không ạ. Thay phớt trục cơ chỗ quạt gió thì điều quan trọng là bạn cáo được cái bu lì ra, tháo được bu lì ra là xong rồi. Mà tháo bu lì nó cũng không khó đâu, cái bu lì nó không nặng đâu đó. Bạn tống xoay con ốc ra, sau đó bạn kéo bu lì ra là bạn cậy được cái phớt thôi. Và bạn cậy được cái phớt trục cơ đó, bạn đóng cái phớt trục cơ khác vào, không phải tháo máy, rất là dễ như thế. Chỉ cần tháo cái két nước ra để làm cho nó dễ, cho nó ngọt ngào ấy, thì bạn chỉ cần tháo cái két nước ra thôi. Hiệp Đông Bắc nhé. Rồi xin chào Lê Nguyễn Đình, máy 6040 đúng rồi, máy 6040 là tốc độ làm cái lên luống cũng rất là ngon, nhưng mà đối với máy 6040 thì tốc độ của nó cũng trong cái khoảng mà mình đọc là 2,5 km/h. Cái máy 6040 đấy là cũng lên luống rất là đạt, nhưng mà nếu như mà chậm hơn một chút nữa, quan điểm của Mạnh là chậm hơn một chút nữa thì nó sẽ ngon hơn nữa, nó sẽ nuột hơn nữa, thì chúng ta sẽ chạm đến một cái mức là chúng ta đi nó sẽ ngọt hơn. Thì 6040 cũng là một máy rất là thịnh hành ở ngoài Hải Dương để lên luống, và nó cũng rất là đạt.
Xin chào Thắng, Phạm. Chào Mạnh, chúc anh và gia đình cũng như mọi người buổi tối vui vẻ. Cảm ơn Thắng Phạm. À, Lê Nguyễn Đình, không gì bằng sẽ có 4-0. Rồi, cảm ơn Lê Nguyễn Đình rất là nhiều nha. Rồi, xin chào. Lê Nguyễn Đình ơi, bây giờ ở Việt Nam mình có nhiều các cái dòng máy, hãng máy rồi, rất là tuyệt vời đấy. Và sẽ có những con còn hơn, ngon hơn nữa. Sẽ có những con còn có những cái giải tốc độ đẹp hơn 6040. Nhưng mà hiện tại thì mình biết là ở ngoài Hải Dương thì 6040 rất là thịnh hành, và nó cũng làm cho anh em có những cái hiệu quả rất là tốt. Rồi, xin chào Nguyễn Trường Trọng. Máy cày 23 kéo được dàn sới nước dài bao nhiêu vậy chú Mạnh? Máy cày 23 mà kéo dàn sới nước ấy, thì đâu đó nó chỉ kéo được mét 8 thôi. Mét 8. Đấy là sới nước. Mạnh nói là cho sới nước là cái trục nó nhỏ, rồi sới nó ngắn, dài, chuyên, gọi là chuyên sới nước. Đấy, chuyên sới nước chứ không phải là bông sới đâu nha. Không phải bông sới như là ở miền Nam đâu nha. Là chuyên sới nước là cái trục dài, dao ngắn, nhỏ. Nguyễn Trọng, Trường Trọng nhé. Rồi, xin chào Trình Danh. Anh cho em xin hỏi sách hướng dẫn Yamaha IH850 có hướng dẫn sửa động cơ luôn không ạ? Cái sách IH850 thì không có hướng dẫn sửa động cơ luôn. Nhưng mà nếu như bạn có yêu cầu và có mong muốn thì mình sẽ gộp cả cái phần đó vào, gộp cả cái phần hướng dẫn động cơ vào, hướng dẫn sửa động cơ vào bạn nhé, Trình Danh nhé. Thì bạn có thể nhắn cho mình, bạn có thể nhắn cho mình qua cái chat dưới đây cũng được, hoặc là số điện thoại 0904987558 Zalo. Thì địa chỉ và số điện thoại và tên máy, tên sách, tên người nhận là mình sẽ gửi cho bạn thôi. Những cái tài liệu về sửa chữa máy móc thì mình luôn luôn là có xu hướng là sẽ cung cấp cho anh em với những cái sự rõ ràng và cụ thể nhất, để anh em có thể nắm bắt được cái kỹ thuật sửa chữa bảo dưỡng máy, làm sao đó để anh em tự làm trong cái lúc nông nhàn, để mà gia dụng nó ổn định suy soát, thì đó là một điều cực kỳ tốt. Xin chào Kiếp Phong Trần. Máy ép lốm tiếng nổ bình thường sao ra nhiều khói là sao anh? Máy ép lốm tiếng nổ bình thường ra nhiều khói, bình thường tất nhiên là máy ép bình thường thì tiếng nổ bình thường, bạn đừng có mong tiếng nổ là lục là hỏng rồi. Còn ra nhiều khói ấy, thì tải nó nặng quá nó sẽ ra khói, tải nó nặng quá nó sẽ ra khói. Kiếp Phong Trần nha. Thì bạn thử đi cái số chậm hơn nữa đi. Tải nặng thì bạn phải đi số chậm hơn nữa, xem nó có thoát tải không, nó có hết khó, nó có giảm khói không. Còn ra nhiều khói chắc chắn là tải nặng, hoặc là tùy thôi, tùy khói. Nếu như mà khói màu xanh lam thì căng, thì đâu đó là máy nó hơi kém. Nhưng mà khói đen thì máy quá tải, nó quá tải nhiều. Bạn Kiếp Phong Trần nhé, nên đi số chậm hơn xem thế nào. Rồi, Hiệp Đông Bắc, dàn phay đời mới có tốc độ cao hơn dàn bãi à anh? Nó tùy loại, dàn phay đời mới thì thường đâu đó nó 230 vòng. À, ở 540 ấy, 540 vòng phút của chủ các đăng, 230, 215, 250 thì đó, trong khoảng đó. Còn bãi thì nó có nhiều loại lắm, bãi nó có nhiều loại, mình không định vị được. Xin chào Tí Bùi. 6040 ở lại QT là sao? Tí Bùi nói 6040 ở lại QT là sao, mình chưa hiểu lắm. Xin chào Hoa Võ. Phục Tùng. Tùng của công ty Ngọc Phượng ổn không anh? À, Phục Tùng của công ty Ngọc Phượng. Nói đến Phục công ty Ngọc Phượng. Ra Tết này sẽ có một thông tin rất là cụ thể cho mọi người về phụ tùng của Ngọc Phượng. Ngọc Phượng và KTM. Ngọc Phượng và KTM có KTM có cung cấp những cái phụ tùng của Ngọc Phượng. Chính thức là những phụ tùng của Ngọc Phượng sản xuất và có cái tiêu chuẩn rất là tốt, và KTM
phụ tùng KTM trên kênh KTM cũng như là kỹ thuật máy .vn là sẽ chính thức phân phối các cái phụ tùng Ngọc Phượng và được cung cấp kiểm duyệt, kiểm định và tiêu chuẩn chuẩn bởi kỹ thuật máy KTM. Đó là một điều rất là tuyệt vời, và hôm nay rất là vui là có Hòa Võ biết về phụ tùng công ty Ngọc Phượng, là một cái đơn vị sản xuất phụ tùng rất là tốt ở Việt Nam chúng ta, và họ là sản xuất để xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, Campuchia là xuất khẩu rất là mạnh, và tiêu chuẩn của họ thì Mạnh đã xem rất là kỹ cũng như là theo dõi trong một cái thời gian dài, rất là vui, và cũng muốn thông báo sớm đấy anh em là trong ra đầu năm mới này, KTM sẽ chính thức phân phối cái phụ tùng Ngọc Phượng đến tận tay anh em, online đến tận tận nhà, tận tay anh em, với một cái mức giá rất rất là tuyệt vời luôn, rất là rẻ luôn, cũng như là chất lượng rất ổn định, cái điều này rất quan trọng nhé, giá rẻ mà chất lượng ổn định thì Hoa Võ yên tâm sử dụng Hoa Võ nhé. Rồi, xin chào Quang Nguyễn, nhờ bác tư vấn ZT155, bác không làm em mua luôn rồi, quá tuyệt vời, 32 triệu, nhưng 32 triệu khá chát, nhưng thích thì không sợ. Không là em mua luôn rồi à, rồi không sợ, chơi luôn. Rồi, Quang Nguyễn, khi mà dùng máy cũ ấy, thì cái điều quan trọng của bạn là đầu tiên là bạn cần phải thay nhớt thay lọc, đó là việc đầu tiên để chúng ta biết được cái máy của chúng ta nó đang ở trong tình trạng nhớt lọc như thế nào, rồi bắt đầu là chúng ta dùng máy và thường xuyên chú ý đến nhớt nước đấy, là chúng ta sẽ kiểm soát được cái chất lượng của cái máy tốt hơn. Rồi, xin chào Cần Mai, máy Kubota 5018 hàng Việt tốt hay hàng Thái tốt vậy, tư vấn cho mình. Hàng Việt thì với hàng Thái cũng giống nhau thôi, cũng từ nhà máy Thái Lan cả thôi bạn nhá, nó như nhau. Rồi, xin chào Vân Anh, Lê Thị, anh Mạnh cho hỏi máy em 4018 mang dàn sới 1m64, em muốn lắp sới 2m4. Cái gì? Dàn đánh đất làm cái gì? Đánh đất làm dép không phải dàn cuốc. Làm dẹp không phải dàn cuốc có được không á? Mình chưa hiểu ý của bạn. Nếu như mà 2m4 mà là dàn sới nước, sới nước thật sự thì được, cho 5018 thì được, nhưng mà là sới nước, còn mình cũng không hiểu cái câu của bạn lắm, hy vọng là đúng, là ý là dàn sới nước để đánh đất bùn, đánh đất bùn thì được, 2m4 ok. Rồi, xin chào Quang Trần, chào Mạnh, máy cày của mình đạp chuyển hướng nó kêu nhưng đạp căng chân nó lại không kêu, máy Isaki xin Mạnh tư vấn. Đạp chuyển hướng nó kêu đó là, và đạp căng chân nó không kêu tức là lúc đó nó phanh rồi, thế thì cái chuyển hướng của anh, cái bộ phanh của anh có hiện tượng là đá mòn nên là đạp căng chân thì nó phanh cứng lại thì nó không còn kêu nữa, nhưng mà đạp nhẹ ra nó kêu khẹt 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 thì đó là hiện tượng mòn thôi anh nhá, anh Quang Trần nhá. Rồi, xin chào Thắng Phạm, 4018 tải sới nặng, ép tải nó dạo số là sao? Nó dạo số là chuyện bình thường, bởi vì cái bánh răng của 4018 thì nó là thường là bánh răng thẳng, nên là ép nặng là nó sẽ kêu thì nó dạo số là đó là cái chuyện bình thường của 4018, nên là Mạnh cũng không biết trả lời nó là sao này, và cũng không có cách gì để chỉnh đâu anh ạ, anh Thắng Bảo ạ. Thì lúc nào mà nó có vấn đề thì xử lý thôi. Rồi, vì là cái bánh răng của nó cơ bản là do thiết kế thôi, do thiết kế hộp số bánh răng thì nó bánh răng thẳng,
và cái độ rơi của nó cũng có, nên là nó cũng khi mà nó như thế này này, nó lắc nó kêu, có tải vào còn nặng nó kêu. Thì cái này anh chỉ cần theo dõi nhớt là anh sẽ biết được tình trạng. Nếu như mà nhớt mà có nhiều mạt thì cái việc theo dõi nhớt thì dễ lắm, anh xả lâu lâu anh xả một ít nhớt ra. Nếu như thấy trong nhớt mà có mạt to hoặc mạt dày là số của anh rồi, cái bánh răng của anh là đang bắt đầu có vấn đề rồi, thì lúc đó anh xử lý là vừa rồi. Xin chào quê Đỗ Thị Quế. Đỗ Thị Quế, anh ơi, máy Sagi TL270 chế bánh răng hướng được không? Chế bánh răng hướng được không? Bánh răng, cái này cái câu hỏi của bạn mình không không có hiểu được. Chế bánh hay là bánh dẫn hướng? Bánh dẫn hướng thì cũng khó hiểu, mà bánh răng hướng thì cũng khó hiểu. câu xin lỗi là câu của Đỗ Thị Quế này mình chưa trả lời được nhá, vì mình chưa hiểu. Rồi, xin chào Cánh Phạm. Xin chào mạnh mạnh cho hỏi máy cày của tôi báo nước là bị sao vậy? Hao nước là bị sao vậy? Hao nước ấy, thì nó có ba nguyên nhân. Một là két nước, bên ngoài két nước quá bẩn nên là nó nóng máy và nó hao nước, hoặc là quạt nó kém. Rồi thứ hai là bên trong máy có vấn đề, bên trong máy có vấn đề, ví dụ thổi giông hoặc là một cái lý do nào đó để cho máy nó quá tải, và đặc biệt là khó khăn nhất là thổi giông thì chúng ta phải xử lý rất là nặng nề. Đó là thứ hai. Và thứ ba là cái nắp két nước quá kém, hoặc là cái két nước bên trong nó bị tắc, hơi tắc, thì nó sẽ diễn ra xảy ra cái câu chuyện là nóng máy. Và thường là tất cả các loại hao nước nó dẫn đến là nóng, từ nóng máy mà ra, và từ nó từ nóng máy mà ra hao nước, và từ hao nước nước mà ra toang cái máy. Chính vì thế nên là anh Cảnh Phạm hết sức chú ý và phải sửa bằng được, chữa bằng được cái lỗi hao nước anh nhá, hoặc là phải để ý sát sao nó. Rồi Hiệp Đông Bắc máy 4 số sới thì đi phay phá lượt đầu nên đi số mấy anh, lần hai thì tăng lên số mấy anh? Hiệp Đông Bắc ơi, nếu như mà bạn cần phay cho hoa màu, cần phay cho hoa màu và cần đất tơi xốp, thì ngay lần đầu tiên bạn phải đi số số sới lớn, tức là số 3 hoặc là số 4. Số số sới nhá, số 3 hoặc số 4, và đi rất chậm, chậm nhất, để làm sao để cái tốc độ con dao nó phay và nó thái cái giống như như chúng ta thái rau, hoặc là giống như chúng ta thái lá chanh để ăn thịt gà. Chúng ta phải cuộn cho cái lá chanh nó chặt rồi chúng ta thái thì nó mới mỏng được. Và thái mỏng ngay từ đầu, mỏng ngay từ đầu thì cái đất nó mới tơi luôn ngay từ đầu, và chúng ta gần như chỉ đi một lượt, đến lượt thứ hai là chúng ta đi quay lại thôi thì nó mới nhỏ được. Đấy là những cái đất màu, có đất đất gọi là đất cứng cục, hoặc là đất có cái độ thịt đấy, thì bắt buộc là chúng ta phải thái như thế, phải đi như thế. Còn nếu như mà là đất tơi xốp, đất bãi rồi thì đi thế nào cũng được, bạn đi thế nào cho nó nhanh là được. Nhưng mà đất mà có một cái độ thịt, độ rắn thì chắc chắn là phải đi tốc độ sới cao và tốc độ di chuyển thật chậm thì chúng ta mới thành công, mới 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 làm cái ruộng nó đất nó nhỏ được. Còn nếu như bạn đi số sới thật chậm cho nó cuốc lên lần một và nó ra những cục đất thế này hoặc là thế này thì bạn thua cuộc là cái chắc. Bởi vì là sao, khi nó cuốc lên cái cục đất rồi ấy, thì chúng ta băm chỗ này nó lại nhảy sang chỗ kia, băm chỗ này nó nhảy sang chỗ kia, thì chúng ta đi không thể tài nào nhỏ được đó. Kể cả bạn có lên luôn thì cũng cũng rất là lâu nhỏ và không ngưng ý, rồi cục đất nó cứ lõn tròn nó nhảy lung tung thì không được ai cầm vào nó nữa rồi. Đó là cái kinh nghiệm của mày thôi, thì hy vọng là Hiệp Đông Bắc có những cái phương án cụ thể, còn mình sẽ không 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 có đoán được đi số mấy bởi vì tùy theo đất nè. Anh Hiệp Đông Bắc nha, xin chào Ngậm Lê. Mày ơi, bữa trước anh điện thoại hỏi em chiếc máy 351 của anh xới đất sâu nó bị chụp video không quay, giờ thì lại được rồi, anh hỏi vậy có phải bị bẩn van không? Đúng là như vậy, đúng là van anh ạ, đúng là van nó ép cái cồn sới,
là chưa đủ áp suất, chưa đủ áp suất. Rất là vui, là chúc mừng anh là cái lỗi của anh lại rất là đơn giản, là nó vị trí bị bẩn và anh chạy thế là tự nhiên nó hết. Cái này anh lưu ý, cái này anh lưu ý cho mạnh là không được xúc lọc, không được xúc lọc thủy lực, mà thay là phải thay cho nó sạch sẽ, thay gọn ra luôn, không có xúc, không có gì cả. Bởi vì anh chỉ cần xúc lọc thủy lực là cái mạng nó chui ngược lại và nó vào trong hệ thống thì rất là phức tạp, kết tất cả các loại máy đều như thế đó anh nhá. Anh ngậm lê nhá, rồi chúc mừng anh đã xử lý được vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng. Xin chào Sang Sang, chỗ anh có máy thổi bụi cho máy gặt không? Không, mình không bán cái đó bạn ạ. Kiếp Phong Trần L126 luống đẹp mà. Ui, L126 thì hơi nhỏ à, nhé. Luống tùy luống, tất nhiên là những cái luống mà vừa phải nhỏ thì máy nhỏ cũng chơi luôn, máy nào thì cũng lên được luôn, từ hai mấy mã lực trở lên là lên được luôn rồi. Nhưng mà luống to hay luống nhỏ đó là điều quan trọng. À, xin chào Trình Bùi anh, anh cho hỏi máy cày 3218 thì dùng loại phanh nào là phù hợp? 3218 thì dùng phanh 1m64 là phù hợp. Xin chào Hiệp Đông Bắc, John Deere vừa ra máy mới à anh? 2,9 lít mà có 40 ngựa anh. Đúng rồi, 2,9 lít 40 ngựa. Động cơ 3029, 2,9 lít 40 ngựa. John Deere. Rồi. Xin chào Xuân Đương Nguyễn. Máy khi thay động cơ khác không đúng máy zin thì chế nhiều không anh? Thấy anh em miền Nam thay động cơ nhiều. Nó tùy lại, có những cái động cơ mà nó vào nó vừa luôn thì không phải chế mấy đó. Bởi vì thường thường là nó chỉ chênh nhau khoảng 4-5 mã lực trở lại ấy, thì được, thì nó thường thường nó sẽ vừa, còn tùy thôi, cũng không chế nhiều lắm đâu bạn nhé. Xin chào Thanh Nhàn lớp 7 trên 1 Nguyễn. Xin chào Văn Vũ, chào chú Mạnh, chú cha giúp anh phao báo dầu bao nhiêu tiền anh tra không được? Anh Văn Vũ ơi, máy của anh là máy gì cơ? Máy gì thì em mới tra được anh nhá. Xin chào Hùng Nguyễn, mình có con máy Mitsubishi nguội, nó không nổ, khi nổ rồi thì lại dễ nổ bình thường, là lỗi do bơm hay kim vậy? Nguội nó khó nổ ấy. Cái này thì thường thường là do cả hơi nữa, do su bát nữa, hơi rồi su bát nữa, nó đóng không kín, thế nên là khi mà nổ rồi thì máy nó sẽ nóng, có nghĩa là trong cái động cơ nó đã có một cái sức nóng mà thế anh đề cái là nó nổ ngay. Đó là cái hiện tượng này thì theo em phỏng đoán ấy, thì anh nên kiểm tra, hoặc là nếu có điều kiện thì nên làm lại hơi một chút, hoặc là canh lại xung bắc đầu tiên là như thế, hoặc là nếu được thì xem là nó có hao nhớt không. Nếu vẫn có hao nhớt, vẫn có khói xanh thì nên làm lại hơi anh nhé, anh Hùng Nguyễn nhé. Còn do kim với do bơm thì hai cái này thì em nghĩ nó không phải. Xin chào Quân Audio, xin chào Lê Nguyễn Đình. Lê Nguyễn Đình, 500k một sào, 500k một sào, mọi người có nghe anh Lê Nguyễn Đình nói không? Sới luống ở Hải Dương, sào 360 mét vuông, sào 360 mét vuông, 500k một sào. Phê chưa, phê chưa đó. Nếu như mà phê rồi thì anh em nghiên cứu kỹ nhá. Rồi, cảm ơn anh Lê Nguyễn Ninh rất là nhiều. Và khi mà chúng ta chọn những cái máy sới mà nó liên quan đến việc sới nhiều ấy, thì chúng ta nên quan tâm nhiều đến sới, đến bộ sới, côn sới. Đó, nó như thế nào, làm sao để nó bền nhất. Xin chào Mạnh Trần, anh Mạnh chỉ cho chỗ cắm rắc dây đồng hồ báo nhiệt máy 26027. Cái này thì anh phải chụp ảnh cho Mạnh cái, hoặc quay phim cho Mạnh một đoạn phim xung quanh cái máy thế này. Từ từ thôi,
mình sẽ tìm cho anh một chỗ phù hợp, có thể thân lốc máy, có thể mặt máy đó, có thể thân lốc hoặc có thể mặt máy là sẽ có cái lỗ đó anh nhé. Thì mình Trần nhé, Zalo với anh có số điện thoại 0904987558. Rồi, xin chào Quân Audio, anh ơi em mua nhất thủy lực và nhất động cơ ngoài được không? À, bạn mua cái gì mà chắc được. Miễn là thứ nhất ấy, mua nhất thì phải mua ở chỗ tin tưởng. Mạnh nhắc anh em là dầu nhớt bớt chân tay, và dầu nhớt là cái để giúp chúng máy móc nó hoạt động trơn tru ổn định, nhưng mà cũng là cái để nó toang cái máy trong 1 phút mốt. Chính vì thế chúng ta mà ở cái thời đại này thì đồ giả nhiều lắm. Chính vì thế chúng ta nên mua dầu nhớt, đặc biệt dầu nhớt cốc lọc là phải mua ở chỗ tin tưởng. Còn nhớt động cơ thì mình nói cũng rất nhiều rồi, là ở đối với nhớt động cơ máy máy dầu ấy thì chúng ta chọn 15W40. Đối với nhớt thủy lực thì đâu đó loanh quanh phải là 70, khoảng 70W trở lên, thì đến 80W thì nó ăn thua. Còn có thể là nhớt thủy lực thì có thể dùng các loại nhớt thủy lực loại tốt, rất tốt của máy xúc thì cũng được. Đó, còn audio nha. Đặc biệt là phải mua cho tin tưởng. Rồi, xin chào Quyền Quyên Hạ, chúc anh nhiều sức khỏe, anh chia sẻ rất nhiều hữu ích, cảm ơn Quyên Hạ rất là nhiều. Rồi, xin chào Long Nguyễn, nghỉ Tết chưa mày? Anh ơi chưa được nghỉ Tết anh ạ. À, xin chào Quế Đỗ, che ép lún, che hay cây, hai cây cấy hái là được, ép luôn che hai cái hái là được. À anh Đỗ, Đỗ Quế Đỗ này, anh vui lòng anh nói cụ thể một lần đấy cho dễ hiểu, và nếu được thì anh có thể viết con dấu cho em gái sẽ đọc cho nó hiểu cho nó chuẩn, bởi vì là các cái vấn đề kỹ thuật thì bắt buộc là phải hiểu thì mới dám trả lời được, nó mới đúng được, chứ trả lời lung ca lung cung mà lung tung là anh em mà thứ nhất là làm nó không chuẩn, nó mất công. Thứ hai là nhớ mai mà nó có xảy ra vấn đề, nó lại còn bỏ lành lại thành bỏ què thì dở hơi, thì rất là dở và rất là ngại. À, anh nhé. À, xin chào con audio, nhất thủy lực là mấy W trừ bao nhiêu? Thật ra cái nhất thủy lực chuẩn ấy, chuẩn cho máy cày ấy là khoảng 75W trừ 80. Đó là nhất thủy lực chuẩn. Con nhá. À, nhưng mà đến mà tìm được cái loại thế ấy bên ngoài thì cũng khá là khó, ít nơi bán. Rồi, xin chào Quyên Hạ, chúc anh nhiều sức khỏe. À đâu, audio. Xin chào Thúy Giao, Hải Dương xịn đây. Anh ơi, luống ở Kinh Môn Hải Dương bọn em tiêu chuẩn cao lắm. Rồi, cảm ơn Thúy Đào rất là nhiều. Hải Dương xịn đây, hôm nay anh rất là vui, bởi vì là anh em nói về luống là anh em Hải Dương vào bình luận nhiệt tình để chia sẻ kinh nghiệm cho anh em là rất là tốt, rất là cảm ơn anh. Xin chào Quân Trần, máy cày mà đứt dây đồng hồ báo tua có sao không? Đứt dây đồng hồ báo tua thì cũng cứ chưa sao cả, cứ ga mình có cái ga tay này có cỡ rồi, hoặc là lắng nghe lâu nay rồi có cái cỡ ga rồi thì cũng vẫn dùng được. Đứt dây báo tua không quan trọng nhiều bằng đứt dây báo nhiệt hoặc là đứt dây báo nhớt. Đứt dây báo nhiệt và đứt dây báo nhớt là phải làm lại ngay để mà xử lý lại ngay, nhưng mà đứt dây báo tua thì vẫn có thể làm bình thường và lúc nào có thời gian thì sửa lại. Quan Trần nhé, Quân Trần nhé. À, xin chào Văn Thắng Trần, mình có máy Hinomoto 222, mình muốn đổi động cơ có loại nào vừa không bạn? À, cái này thì em cũng không nắm được rõ lắm anh Văn Thắng Trần, là em cũng không không nắm rõ về cái này, nhưng mà thật sự là anh có một cái mong muốn và có một cái gửi gắm đến những anh em mà có ý định mua máy, thì hãy lựa chọn một cách sáng suốt những cái dòng máy mà nó thịnh hành, nó có cái độ tin cậy ở Việt Nam chúng ta,
là một nơi rất là dễ chọn máy. Máy cũ, máy mới, đầy các cái loại hãng này, hãng nọ, hãng Đông, hãng Tây, hãng A, hãng B, hãng C, hãng D, hãng E, F, G, H. Cái gì cũng có, máy nông nghiệp, máy đặc biệt là máy cày. Nhưng mà hãy sáng suốt lựa chọn những cái hãng nào mà người ta có đặt cái việc kinh doanh ở Việt Nam một cách nghiêm túc. Tất nhiên là hãng nào thì cũng nghiêm túc, nói thế là hơi quá, nhưng mà thật sự là nói theo kinh nghiệm của Mạnh ấy, theo những cái gì mà Mạnh tìm hiểu kỹ thì ở Việt Nam chúng ta nên nghiêng về ba cái hãng máy. Một là Kuta, hai là Janma, ba là Zodiac. Ba cái đó, Kuta, Janma, Zodiac của Nhật, của hai cái của Nhật và một cái của Mỹ. Đó là những ba cái dòng máy mà mình tin rằng mấy năm sau thôi là nó sẽ ổn định, cũng như là nó sẽ chiếm cái độ tin cậy ở Việt Nam mình nhất. Nên là anh em, những người kể cả chúng ta đi mua máy cũ thì chúng ta nghiêng về ba cái dòng máy đó. Cho mày nghiêng về ba dòng máy đó để làm gì? Bởi vì là phụ tùng này, dịch vụ này, rồi hệ thống bảo hành bảo dưỡng này là nó đang rất là chạy rất là chuẩn, nó đang làm rất là nghiêm túc và nó có cái ý định rất là lâu dài. Đó, ở với chúng ta thì chúng ta nên nghiêng vào nó. Còn tất nhiên những cái dòng máy khác như Isaki hay là Hino hay là các cái dòng khác hoặc Mitsu thì tất nhiên là dòng máy nào thì nó cũng ngon, dòng máy nào nó cũng hay. Bạn không có chê một cái dòng nào cả. Nhưng mà chúng ta hãy cân kỹ là liệu rằng những cái máy đó nó có vấn đề thì chúng ta có phụ tùng, có cái hệ thống bảo trì bảo dưỡng, thợ thuyền có hiểu biết về cái máy đó không, có am hiểu về những cái máy đó, có cái những cái dịch vụ sửa chữa hay không, rồi đồ đạc phụ tùng có nhiều không, rồi có những cái đồ thừa, đồ nghĩa địa, những cái đồ rẻ, đồ chuẩn, đồ xịn gì đó nó có đáp ứng cho chúng ta hay không, vì sao hay không. Đó là những cái rất 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 quan trọng. Kể cả máy cũ nha, mày nói là mới ngọt là kể cả máy cũ, máy bãi thì anh em nên nghiêng về ba cái đó, nghiêng về ba cái đó. Còn nói về chất lượng ba cái đó, đánh giá về chất lượng ba cái đó thì mình luôn luôn nói là đối với máy cải, máy kéo thì Zomia là mình cho là số 1. Bởi vì là nó là một cái loại mà số 1 thế giới, không ai có thể phủ nhận được. Zomia là số 1. Tất nhiên là các cái mã lực, các cái chúng, các cái model, rồi các cái dòng máy, các cái kích cỡ nó phù hợp cho việc gì thì nó không có cái gì là số 1 cả. Ví dụ John Deere phù hợp cho cái này, nhưng mà đối với cái mã lực này, nhưng mà Kubota lại phù hợp cho cái kia, Janma lại phù hợp cho cái khác. Đó là những cái sự khác nhau về những cái độ phù hợp và tùy theo cái cách sử dụng của từng người, của từng nơi và của cái yêu cầu ở công việc thì chúng ta nên có những sự lựa chọn. Nhưng mà đầu đó xoáy quanh những cái dòng máy đó. Còn anh em mà muốn thử mình, muốn khai thác, muốn giá, vì một cái gì đó thì chúng ta có thể thử các cái dòng khác thì cũng ok thôi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta đặt vào cái thế là lựa chọn làm sao cho nó tốt thì hãy nghe những cái tư vấn của mày để có những cái lựa chọn mà nó yên tâm và ít nhất là cũng hòa chứ không thể thua được. ý của mày là như vậy. Nói hơi dài cái chỗ này một chút, vì là mày có thấy những anh em mà dùng máy, các cái dòng máy nó lệch đi ấy, lệch pha đi ấy, thì cái khó khăn, rất là khó khăn về kỹ thuật, về phụ tùng, và đâu đó rất là ít người hiểu biết về những cái chuyện đó. Nên là khi mà chúng ta gặp vấn đề là chúng ta sẽ bị dối và bị chờ đợi rất là lâu. Rồi, xin chào Nhất Trung Lê, máy 2201 thủy lực không lên, cách giải quyết. Cách giải quyết, anh Nhất Trung Lê ơi, cách giải quyết ở đây. Thứ nhất là anh kiểm tra nhớt, lọc thì phải thay, nếu như lâu rồi anh chưa thay thì anh phải thay ngay.
thứ hai là nếu như mà nhất ok lọc của anh thay rồi mà nó không lên thì anh sẽ phải mở cái đường ống từ bơm mà đến hộp rùa xem là nó có phun nhớt ra nhiều không. Thế thì cái kiểm tra nhớt lọc thì cũng không khó đâu. Máy của anh thì mình không nhớ là có trợ lực lái hay không. Nếu có trợ lực lái thì rất là tốt, là chỉ cần trợ lực cái xem nó lái còn ngon hay không. Không có trợ lực lái thì anh phải kiểm tra thể nhớt lọc. Rồi nếu như mà nhớt phun lên tốt mà nó không lên, thì anh chắc chắn phải tháo mũ rùa để vệ sinh cái hộp chia thủy lực, van chia thủy lực ở bên trong rùa. Bởi vì là có một nguyên nhân thế này, nó chỉ cần kẹp bẩn một cái là nó sẽ không lên nữa anh nhá, anh nhất trung đề nhá, nó sẽ xả nó không lên nữa. Rồi, xin chào anh Cường Nguyễn, chú mạnh hơi lỗ thông hơi hộp số máy 4018 ở chỗ nào chỉ giúp anh xin cảm ơn. Ngay dưới ghế anh ạ. Rồi, xin chào Thúy Đào 6040 cũng bình thường, Janma cũng không kém đâu. Rồi, anh Thúy Đào nói rất là đúng nha. Janma, ví dụ như Janma 494 còn ngon hơn cơ. Công suất nó 49 mã lực thôi, 49 50 mã lực thôi, nhưng mà nó lại chạy hay hơn bởi vì tốc độ nó rất chậm. Tốc độ nó có đầu đó 1.66 km/h, 1.6 hình như 1.66 hay 1.63, chưa đến 1.7 km/h thì cái lúa nó còn nuột hơn nữa bởi vì nó đi chậm mà. Nên là anh Thúy Đào nói 6040 cũng bình thường, Gian Ma cũng không kém đâu là có lý. Đó, rất có lý. Hoặc là Gian Ma 351 thì nó chỉ có 2.4 thôi. Đấy, 2.4 nó chậm hơn cái 6040 này 0.1. Nói thế 0.1 km/h đối với máy cày rất là nhiều đấy, không ít đâu. Đối với xe máy hoặc đối với xe đạp thì không là gì, nhưng với máy cày thì khi mà lên lốp thì rất là quan trọng. Rồi, Cường Trần thì cho một cái 2 chấm luôn. Rồi, xin chào nông dân mê săn bẫy. chú mạnh nha, chú cho anh hỏi lõi van ben thủy lực máy Janma của anh nó bị hỏng, anh muốn thay nguyên lõi thôi, vậy chú tư vấn cho anh ở miền Bắc chỗ nào có phụ tùng này, xin cảm ơn. Anh ơi, anh có máy gì, máy Janma như tên gì, hoặc là anh có thể vào website phụtungjanma.vn, phụtungjanma.vn nhé. Em viết đây, cái chữ phụ tùng và cái chữ Janma ấy, đúng như trên máy của anh ấy. Đây, anh vào website phụtungjanma.vn, anh tút xuống dưới anh sẽ thấy phụtungjanma.vn. Anh tìm xem là có một cái máy của anh không, và tìm trong cái hệ thống phụ tùng của nó là nó sẽ, nếu như có cái máy của anh thì anh sẽ mua được, thì anh sẽ mua được lõi. Rồi, xin chào Vinh Hoàng, chú mạnh cho tôi hỏi máy L124 tôi mới làm hơi mà đi làm cứ đặt chuyển hướng mà máy nó bị lịm, chú cho tôi cách xử lý. Khi mà đạp chuyển hướng máy nó bị lịm mà nó ra khói thì hoặc là ra khói đen thì tức là máy của anh hơi nó vẫn kém. Ở đây có thể là supap kém. Còn nếu như mà bị lịm rồi mà nó không những ra khói đen mà nó còn phơn phớt xanh lam ấy, thì máy của anh chắc chắn là piston xăm bằng kém rồi, là vẫn kém, nên là anh cần phải xem lại cái hơi của anh khi làm nó có được chuẩn hay không. Vì sao lúc nạp chuyển hướng là lúc nặng anh nhá. Còn nếu như anh nạp chuyển hướng mà nó không có khói hoặc là rất ít khói thì máy của anh là hiện tượng là tắc nhiên liệu, thiếu nhiên liệu, đường dẫn nhiên liệu nó chưa chuẩn, nó chưa trơn tru, nó chưa cấp nhiên liệu đến bơm hóa tốt thì nó sẽ ít khói hoặc không có khói. Thì anh để ý những cái đó nhá, anh Vĩnh Hoàng nhá. Xin chào Minh Phạm, chú mày cho anh hỏi thủy lực của anh cứ làm lâu lâu là nó lên chậm máy cô ta.
anh thay lọc hoặc vệ sinh lọc ngay và luôn, bởi vì em không biết cái máy của ta của anh là loại gì, là mã bao nhiêu. Thì cái hiện tượng này của anh là chắc chắn anh phải thay lọc ngay và luôn, bởi vì rất nghe nó rất giống như là tắc lọc anh nhé. Rồi, xin chào Hoài Nguyễn, có nên tăng trọng lượng bánh đà máy gặt không anh, tầm 6-7 kg có lợi và hại như thế nào, em cảm ơn. Lợi ở chỗ là cái thoát tải nó cao hơn, nó thoát tải nó cao hơn ở chỗ là cái lực thoát tải ấy, lực thoát tải ấy, nó sẽ cao hơn. Có thể là moment xoắn nó cao lên một chút, rồi đặc biệt là moment xoắn nó cao lên một chút để nó thoát tải. Thì nhưng mà có một cái hại là nếu như mà bạn tăng cái bánh đà mà việc lắp ghép, việc tiện gia công mà nó bị lệch tâm, có nghĩa là nó nhìn thì nó chuẩn đấy nhưng mà thật ra là nó chỉ lệch một vài gen thôi, là nó sẽ làm cho cái máy nó xuống cấp. Bạn thấy trên cái bánh đà bình thường người ta cân, nhà sản xuất người ta cân rất chuẩn không, để máy nó quay trơn, nó quay đồng tâm, nó không bị rung lắc ở cái bánh đà, thì các cái gối bằng nó mới bền được đó. Thì tăng nặng hơn thì nó đã ảnh hưởng đến cái việc đó rồi, ảnh hưởng đến cái việc lệch tâm rồi, quan trọng nhất là lệch tâm. Thì nếu như mà chúng ta làm chúng ta phải cân rất chuẩn thì nó mới ổn được, còn nếu như chúng ta cân khơi khơi hoặc lắp khơi khơi thì cực kỳ là nguy hiểm. Anh Hải Nguyễn nha. Còn tăng nhiều thì nó cũng có một cái nguy hiểm nữa là nó sẽ làm cho cái hệ thống bạc gối nó xuống cấp, nó kém. Bạc gối nó xuống cấp, nó kém hơn, nó phải nhanh già máy hơn. Thì chúng ta cần phải thay nhớt đúng định kỳ và chuẩn và dày hơn thì nó mới ổn định được. Hãy nguyện nhé. Còn tất nhiên là nó tăng được một chút về moment shock, về gọi là gia tốc, cũng như là người ta gọi là cái gì nhỉ, quán tính giống như cái máy dập ấy. Đấy, giống như máy đột dập ấy. Thì nó thắng được cái lực chết tốt hơn thì nó thoát tải. Rồi, xin chào Công 1973 Lê Văn. Xin chào anh Công 1973. Máy L3502 nước vào nhớt mà thay trong một máy cây ải 60 mẫu nước lại vào làm sao? Khi mà anh thay gioăng thì anh cần phải già lại, mài lại mặt máy thì nó mới chuẩn được. Siết chuẩn rồi nhưng mà phải già mài mặt máy thì mới có thể có được một cái máy bền và chuẩn. Anh Công nhá, có một cái mặt máy bền và chuẩn là phải già lại, mài lại cho nó phẳng, đét thôi. Rồi, xin chào Dương Hoàng Văn, động cơ 4018 mới báo giá bao nhiêu? Cái này anh có thể liên hệ với số điện thoại 0343528789 anh nhé, thì anh nắm được giá. Rồi, xin chào Tuấn Lai, máy Zongier 3036E chỗ anh bán giá bao nhiêu vậy? Anh sao ở Đắk Lắk bán cao vậy anh? Máy 3036E hiện tại giá nó đã 300 lẻ rồi, 300 lẻ rồi. Đó, nó đã lẻ 300 rồi, 300 lẻ rồi nhá, 300 lẻ mấy triệu rồi. Bạn Tuấn Lai nhé, ngày trước thì nó đâu 200 trừ chọn các thứ đi nữa 285 xong lên 209 mấy, xong lên giờ nó là 300 lẻ rồi. Tuấn Lai nhé. Xin chào Hùng Nguyễn, chỉnh su bắp thì cân chỉnh như thế nào? Được thì được chú Mạnh. Chỉnh su bắp, em có một cái video nói về chỉnh su bắp của máy cài đấy, anh xem để anh biết rõ hơn nhé, cũng không khó đâu, không khó đâu ạ. Xin chào Quân Audio, anh cho hỏi Kubota L1215 nhớt hộp số là bao nhiêu lít? Nhớt hộp số của cái loại này khoảng 26 lít bạn nhé,
24 đến 26 lít. À 215, xin lỗi, 215 khoảng 22 lít. Bạn ơi, khoảng 22 23 lít. Rồi xin chào Tuấn Lai. Máy bãi máy nào làm dụng bình vậy? Máy bãi thì cũng cứ Kubota, Janma, Zodia mà dùng Tuấn Lai nhá. Quân audio đổ thừa một vài lít có sao không? Không sao cả, 1-2 lít không vấn đề gì, càng tốt. Xin chào Hải Trần, anh cho em hỏi máy em US31 khi nổ máy lên thì nghe hú mạnh khi vào số chậm mà chạy số nhanh nó ít hú hơn, mà rung mạnh ở chỗ hai đường dầu chờ lắp, cảm ơn. Rung mạnh ở hai đường dầu chờ lắp là cái máy của bạn, cái tay thủy lực nó đang, gọi là cái thủy lực ở hai đường dầu chờ nó đang quá nên nó rung, nên là máy nó hú bạn nhé, bơm nó hú. Thì bạn xem lại cái thủy lực đi của cái dầu chờ đó đi. Xin chào Thật Nguyễn, anh Mạnh cho em hỏi hai L122 cần ben bên phải của em nó gì nhất ra đó là sao? Sợ có phức tạp không anh? Cũng phức tạp, cũng phức tạp, bởi vì trong nó có cái sim, trong nó có sim cậy ra thì khá là khó, cậy ra thì khá là khó, nên là nếu nó dỉ thì hết mùa thì chúng ta túc tắc chúng ta làm nhá, đôi khi là còn phải tháo số. Thì nó cũng không quá quan trọng cái chuyện đó, tức là đừng có để cho nó thiếu nhất là được, nhưng mà làm nó sẽ hơi phức tạp vì là máy nó cũng cũ rồi nên đóng chốt các thứ nó cũng khó, các cái chốt trẻ chốt cũ nó cũng khó bạn nhá. Rồi xin chào Quang Đạt Phạm, 6040 xài bao nhiêu lít ở thủy lực thế anh? Mà nhớ không nhầm là khoảng 46 lít, khoảng 46 đến 48 lít anh Quang Đạt Phạm ạ. Đấy là nhớ không nhầm thôi, còn nhiều khi nó cũng quên, nhưng mà khoảng đó mới đủ. Rồi xin chào Dương Hoàng Văn, máy Mitsu Shimura, máy Shimura D338 hao dầu hao nhớt và có ít khói trắng ra bằng ống thở thì có phải bị đổ hơi không anh? Máy em 4 ngày hết 1 lít nhớt, chạy 12 giờ 80 lít dầu. Ôi trời ơi, thế thì máy xuống hơi nặng rồi bạn nha. Thế máy xuống hơi nhiều rồi, bạn cần phải xử lý thôi. Rồi, xin chào Quang Đạt Phạm, nên xài loại nhất nào anh? 68 có được không hay phải cắt chôn ạ? Nếu như mà được cắt chôn thì tốt, thì tốt hơn. Còn 68 không ấy thì cũng được, nhưng mà nó sẽ số nó sẽ hơi kiều tí. Rồi, xin chào Phát Tokyo Nguyễn, anh Mạnh cho hỏi em đạp chuyển hướng chạy số 3 cầu nhanh máy ra khói, cầu chậm không bị, lý do sao vậy? Em chạy là 126. Thì số 3 cầu nhanh thì chuyển hướng thì chắc chắn là nó nặng ì xịt thôi, hoàn toàn bình thường. Số 3 cầu nhanh mà không đạp chuyển hướng mà không ra khói mới lạ đấy bạn nhé. Bạn phát tôi video Nguyễn nhé. Mình nghĩ là nó bình thường, vì số 3 cầu nhanh bạn đạp chuyển hướng thì nó ì xuống thì nó phải có khói. Rồi, xin chào Dương Hoàng Văn, bên anh có phụ tùng hơi của Shimura D338 không anh? Mình không có. Xin chào Vinh Hoàng, máy nổ không có khói, chú ơi xét măng mới cái gì? Mới tôn á, bộ nhớt mới lọc mới nó liệm, nhưng không có khói mà liệm, tức là cái nhiên liệu của anh đang bị tắt đâu đó. Anh xem lại đi, anh xem lại ngay đi anh nhá. Xin chào Như Vũ Hoài, anh ơi bao giờ có 3036EN có hàng vậy anh? Như Vũ Hoài ơi, bạn vui lòng gọi vào số điện thoại 0343528789 nhá, để biết thêm cụ thể lịch về của máy 3036E. Thật ra là cái máy 3036
qua một cái thời gian dài mà anh em sử dụng là thấy là nó rất thật sự rất là tốt và hiệu quả, thật sự rất là tốt và hiệu quả, à, cũng tiết kiệm nhiên liệu, cũng khỏe, tiết kiệm nhiên liệu khỏe và dùng nó rất là nuột nuột là êm ái. Nên là anh em nào mà có quan tâm đến những cái dòng máy công suất vừa thì và mới, rồi vừa và mới để làm ruộng nước thì hãy hãy chú ý đến 3036, thì nó là một cái dòng rất là hay đấy. Như Hoài gọi vào số điện thoại 0343528 789 nhé. Xin chào con audio L1235 thì bao nhiêu lít ạ? Đổ thừa 3-4 lít có sao không? Không sao bạn ơi, không sao nhá. Xuân Đương Nguyễn, lọc nhất động cơ với lọc nhất thủy lực cấu tạo có giống nhau không anh? Nếu vừa miệng có thay lẫn lộn được cho nhau không anh? Lọc nhất động cơ với lọc nhất thủy lực thì nó đều là cái lọc, nhưng mà cái cấu tạo bên trong thì nó hơi khác một chút. Lọc nhất động cơ thì nó có một cái van xả, cái van xả khi mà tắt, lọc nhất thủy lực thì không có. Thế nhưng mà chúng ta lại đi là thay cái lọc nhất thủy lực, nhất động cơ mà cho nhất thủy lực thì rất là dở, là cái van xả với nó sẽ xả với cái lưu lượng rất lớn của cái việc của cái bơm thủy lực, và gần như là nó lọc rất là kém đó. Nên là không nên thay lẫn lộn cho nhau nhé. Đấy, không nên thay lẫn lộn động cơ sang thủy lực là không nên. Đó, bởi vì là cái lực hút của bơm thủy lực nó cao hơn cái bơm nhớt ở trong động cơ nhiều. Rồi, câu hỏi cuối cùng của anh Nguyễn Văn Thuận 72, cho em hỏi thay nhớt trục cơ 3, thay phớt trục cơ 3408 đầu bu ly có dễ không? Tự mình thay có lấy được không? Lấy được. Rất là dễ, anh chỉ cần tháo bu ly ra và anh cạo bu ly ra và anh sẽ cậy tự mình thay được, cậy cái phớt ra, đóng cái phớt mới thì bôi nhiều nhớt vào xong đóng đều 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 tay xung quanh là được, là rất là dễ vậy thôi, cũng không có hại làm gì đâu. À, còn hai câu hỏi nữa của anh Toàn Nguyễn, anh Mạnh cho em hỏi máy đạp chuyển hướng nó bị khịt khịt nghe rất khó chịu là nó bị sao? À, khi thì dễ là cái tỉa hướng, phanh hướng nó mòn lắm rồi. Bạn Toàn Nguyễn nhé. Hoài Nguyễn, viết tông chuyển hướng hộp số DC60 à, xài bị bi hay bạc ngon hơn? Tất nhiên là bi là ngon nhất, nhưng mà phải thường xuyên thay bi, thường xuyên kiểm tra và thay bi cũng như là chỉnh áp cho chuẩn. Còn muốn yên tâm thì chạy bạc. Còn bi là bao giờ nó chuyển hướng nó cũng ngọt ngào êm ái, và nó không bị ra mạt thì nó sẽ ít khi hỏng số, nhưng mà nếu như mà nó hỏng bi thì còn còn khốn khổ khốn nạn hơn nữa. Hoài Nguyễn nhá. À, yêu anh Mạnh cho hỏi 3408F luôn 90 được không anh? 90 cũng được nhưng mà cũng không cao lắm đâu, 90 cũng được. Giàu Phạm anh cho hỏi anh có dòng mặt máy 70 không phải 20? Có Giàu Phạm nhé. Bạn đọc ở bạn lên website phụ tùngquota.vn, bạn lên đây bạn đặt hàng là ra Tết sẽ nhận được. Dòng một máy có DC70 0,2 mm bạn nhé. Và rất cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh, và hy vọng rằng anh em cố gắng là cho kênh kỹ thuật máy những cái video thôi thì có hay hay không thì động viên tinh thần bằng một like để cho kênh kỹ thuật máy có nhiều lượt tương tác hơn, có nhiều lượt like hơn. Nên mọi người cứ chê là xem nhiều mà ít like quá, thì hy vọng rằng những cái tư vấn của cá nhân Mạnh, của anh em trong đội kỹ thuật máy KTM sẽ giúp cho mọi người có những cái nhìn cụ thể hơn về kỹ thuật của chính cái máy của mình, và hy vọng mọi người sẽ tự tự điều chỉnh, tự bảo dưỡng được cái máy của mình trước khi mà mùa vụ đến, cũng như là cái máy nó chạy trong mùa vụ nó xui xát, để cho anh em người khỏe, máy khỏe và làm việc vui vẻ, tăng năng suất cao. Rất cảm ơn những like, những bình luận của tất cả mọi người.
Và chúc mọi người buổi tối ngủ ngon, ngày mai làm việc hiệu quả. Và xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo. À, Văn Toàn 3108 chế hủy được, xúc lật cũng được anh nhé, chế hủy xúc lật đều được. Cảm ơn anh Vinh Hoàng nhé.